Listen, first of all, my greetings to all. Trước tiên tôi gửi lời chào đến tất cả các bạn. And today, I thought that maybe I'll explain a little bit about the selfless. Because when the Buddha was talking about the selfless, sometimes the people could not understand the, what exactly the Buddha's talking about. Ngày hôm nay tôi nghĩ rằng tôi sẽ nói giảng giải một chút về vô ngã. Bởi vì khi Đức Phật dạy về vô ngã thì rất là nhiều người thật sự đã không hiểu được ý định thật sự của Đức Phật là gì. And second thing is that also that the people, lots of people could not understand that what is the benefit of that idea of the understanding the selfless into our day-to-day life. Đồng thời thì ngày nay thì cũng trong đời sống hàng ngày thì cũng rất nhiều người đã không hiểu được lợi ích của việc suy nghĩ về tư tưởng vô ngã trong đời sống hàng ngày của mình. Selfless, this idea, it is something not that idea or this theory is founded by the Buddha. Selfless is a one of the ultimate reality which exists millions years back. Buddha was the one, the first who person who found that reality. Who described about that reality? Who brings that idea to makes the people's life more happier? Tư tưởng vô ngã không phải là tư tưởng được Đức Phật sáng chế ra, mà tư tưởng vô ngã này đã tồn tại hàng triệu năm trước thời Đức Phật. Đức Phật chỉ là người khám phá ra tư tưởng vô ngã và Ngài mô tả tư tưởng vô ngã và chỉ cho chúng ta thấy lợi ích của việc tư duy về vô ngã trong đời sống hàng ngày của mình. In the day-to-day life, in our day-to-day life, actually we will have to know that what is really it's happening. We have to look at the what is the really the root cause of the mental unhappiness. Trong cuộc sống hàng ngày của mình thì chúng ta cần phải hiểu được điều gì đang thực sự xảy ra xung quanh mình, và đặc biệt là chúng ta phải phải biết được đâu là cái nguyên nhân gốc rễ, cái nguyên nhân sâu xa nhất của tất cả những cái đau khổ về tinh thần của mình trong đời sống hàng ngày. Other side, it's also important to understand that the, what is the root cause of the happiness? What is the root cause of the mental peace? Đồng thời chúng ta cũng cần phải hiểu được đâu là nguyên nhân gốc rễ để đưa đến hạnh phúc và đâu là nguyên nhân gốc rễ của an lạc nội tâm. When you carrying the some luggage on your the right shoulder. When you're carrying the luggage on your right shoulder, and when you walk and walk and walk, and when you get hurt your right shoulder, normally what will you do? You will change to the left shoulder. Again, when you are carrying with that luggage with the left shoulder, when you get hurt, what will you do? You will change to the right shoulder. Thông thường khi các bạn đeo một cái vật nặng ở bên vai bên trái và trong lúc đi á mà mình cảm thấy mỏi vai bên trái thì mình sẽ làm gì? Thì thông thường thì chúng ta sẽ chuyển cái vật đó sang vai bên phải của mình, và ngược lại, nếu bạn đeo một cái vật nặng bên vai bên phải và cảm thấy mỏi vai bên phải thì mình sẽ chuyển cái vật nặng đó sang vai bên trái. So changing from the right shoulder, when you are having the pain on the right shoulder, when you change to the left shoulder, you will feel like a rest, you will feel like a relax, you will feel like a comfortable.
Khi bạn đeo một vật nặng bên vai từ vai bên ở vai bên trái và cảm thấy mỏi vai và mình chuyển cái vật đó sang vai bên phải thì bạn sẽ cảm thấy thư giãn, cảm thấy dễ chịu hơn. Changing from the right to the left. What your life is. This is the what your life is. You go on the changing and changing, changing. Cái hành động thay đổi từ vai phải sang vai trái hoặc là vai trái sang vai phải là những gì các bạn đang làm trong cuộc sống hàng ngày của mình. Hiện tại mình chỉ thay đổi từ cái này sang cái khác liên tục như vậy, cứ hết thay đổi từ cái này sang cái khác rồi lại thay đổi nữa. Now, if you look at this 21st century, what is happening is now you go on the changing of the person. You go on the thinking that perhaps this woman will be better. This man will be better. So you keep on the changing. Hiện tại thì các bạn nghĩ 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 đến việc thay đổi con người thì làm thế nào để người này trở thành tốt hơn, để người kia trở thành tốt hơn. Sometimes, when you see that some persons quite from the distant, that's why in your life, so that's why now the 21st century, you are trying to change with the man, changing the woman, changing the man, all you keep on the changing. Và trong cái thế kỷ thứ 21 này thì các bạn cứ cứ thay đổi từ người này qua người khác ta, thì các bạn cứ liên tục thay đổi như vậy. Sometimes these all the changing the types, you feel that it will makes you more happy, but in the reality, sometimes it's not making you more happy. It makes you more suffering. Đôi lúc các bạn nghĩ rằng những cái sự thay đổi đó sẽ giúp mình trở nên hạnh phúc hơn, nhưng thật sự thì những thay đổi đó lại khiến cho mình ngày càng đau khổ hơn. Because now the same thing is sometimes when you go to the travel to the one place. First moment that you will feel the joy, then later on, then you will feel to like to travel in another place. When you are staying in the some house, then when you're too long, then you feel the bore and you might think to change the house and build a different type of the house. Because these also thoughts comings and the sometimes these all type of thoughts makes us the more difficult, more stress. Tôi lấy một ví dụ, đó là khi các bạn mới đến một nơi nào đó thì thời điểm ban đầu mình cảm thấy rất là vui sướng với nơi ở đó, với một cái nơi đó, nhưng rồi sau đó các bạn sẽ thấy chán và lại muốn đến thăm một nơi khác. Và lại một ví dụ khác là khi bạn ở một trong một cái ngôi nhà quá lâu thì bạn sẽ cảm thấy chán ngôi nhà đó và mình muốn chuyển đến một cái ngôi nhà khác để mình ở. Thì tất cả những cái tư tưởng kiểu như vậy khiến cho chúng ta ngày càng đau khổ hơn. Yo, my master used to say the one thing. When we are in the South India, my master used to say the one thing, the people who lives in the North India, they always have to want to come to the South India. When the people living in the South India, they always go for some like a tour or the some like a holiday to the North India. Thầy của tôi vẫn thường hay nói với tôi một điều, đó là những người sống ở miền Bắc Ấn Độ thì lúc nào cũng muốn đi du lịch xuống miền Nam Ấn Độ, trong khi đó những người đang sống ở miền Nam Ấn Độ lại lúc nào cũng muốn du lịch lên phía miền Bắc Ấn. So this is something that the why it's happening like that. Because the root cause, we are not understanding the what is the root cause of the our misery. What is the root cause of the what weeks makes us more empty inside. Ở đây chúng ta phải tìm cho ra được đâu là cái nguyên nhân gốc rễ của tất cả những điều đó, đâu là cái nguyên nhân sâu xa nhất của tất cả nỗi thống khổ của chúng ta, và đâu là nguyên nhân gốc rễ khiến cho chúng ta cảm thấy trống rỗng từ bên trong tâm mình. Very simple is that. If you really want to get rid of that misery, if you get rid of the suffering,
is a one very simple solution. You have to understand the one thing. Để thoát được tất cả những nỗi thống khổ đó, để thoát được tất cái tình trạng đó thì có một điều rất đơn giản các bạn cần phải hiểu. That you have to understand that you have a no self. Cái điều duy nhất các bạn cần phải hiểu đó là bạn phải hiểu rằng cái bản chất vô ngã của chính mình. Up till now, when are the two attached to the self? Hiện tại thì các bạn quá bám chấp vào chính bản thân mình. When you're truly attached for the self, then the thought will come, the I, then the my. These all negative thought arises. Khi các bạn quá bám chấp vào bản thân mình thì những cái tư tưởng như là tôi của tôi sẽ nảy sinh trong tâm. So when you are more you self-attach, more you suffer. Và ngày càng các bạn sẽ càng bám chấp vào bản thân mình hơn nữa. So that's why to overcome the self-attachment, what you have to do, you have to understand the selfless. Và để vượt qua cái sự bám chấp vào bản thân mình thì bạn bạn cần phải hiểu được vô ngã. The moment when you understand there is a no self, you will have a tremendous of the relief. Và ngay tại cái thời điểm các bạn hiểu được cái tính chất vô ngã của bản thân mình thì bạn sẽ đạt được vô lượng hạnh phúc ngay tại thời điểm đó. Right now, the your relief is only comes by the changing. That's the your solution to get the relief. Hiện tại cái sự xoa dịu tinh thần của các bạn chỉ đến từ việc thay đổi từ từ chỗ này qua chỗ khác mà thôi. You are not happy with the one woman, you change the woman. If you are not happy with the one man, you will change the man. That is the your solution. That is your solution to get the relief. Nếu bạn cảm thấy không hài lòng với một người 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 phụ nữ nào đó trong cuộc đời bạn thì bạn thay đổi cái người phụ nữ đó. Và nếu bạn không cảm thấy không hài lòng với một người nam trong cuộc đời bạn thì bạn lại thay đổi người nam đó. Thì hiện tại cái giải pháp duy nhất của bạn chỉ là thay đổi đối tượng mà thôi. If you are not happy with the one job, change the job. If you are not happy with the something, change that. If you are not happy with the your watch, change that watch. That is the up till now, that's the your solution to get the relief. Hiện That is tại all the temporary solution. Buddha want to show the something, the ultimate solution. hiện tại nếu bạn không hài lòng với công việc hiện tại của mình thì bạn sẽ thay đổi công việc. Và nếu bạn không thích cái đồng hồ hiện tại mình đang đeo thì các bạn sẽ mua đồng hồ mới. Và nếu bạn không thích cái gì thì bạn thay đổi qua cái khác. Thì đó là giải pháp duy nhất của bạn hiện tại. Tuy nhiên giải pháp này chỉ là giải pháp tạm thời mà thôi. Và điều Đức Phật muốn dạy chúng ta là một giải pháp vĩnh cửu, một giải pháp sau cùng để có thể giải quyết được cái tình trạng hiện tại của chúng ta. So as the beginning, what I said, when you are carrying the luggage on the right arm, when your right arm hurt, change to the left. When the left arm hurt, change to the right. That is the solution what we're having right now, what we are doing. So ultimate solution to come it over it, you have to understand one thing. There is the no self. When your understanding of the no self, then you don't have to change everything what you're having. You will get the relief. You will have the joy. Như tôi đề cập ở ở ở như tôi đề cập lúc đầu của buổi học thì khi các bạn đeo một vật nặng bên vai phải và cảm thấy mỏi vai phải thì mình chuyển sang vai trái, và nếu mình đeo một vật bên vai trái và cảm thấy mỏi thì mình lại chuyển sang vai phải. Thì thay đổi qua thay đổi lại hiện tại là cái giải pháp duy nhất của các bạn. Và cái giải pháp này chỉ là giải pháp tạm thời mà thôi. Các bạn chỉ đạt được cái sự xoa dịu tạm thời. Và để đạt đến cái sự xoa dịu sau cùng, cái sự xoa dịu gọi là lâu dài nhất thì các bạn buộc phải hiểu được một điều, đó chính là hiểu được tính chất vô ngã của chính bản thân mình.
Và khi hiểu được vô ngã rồi thì cho dù đối tượng như thế nào nữa, các bạn cũng sẽ đạt được cái sự xoa dịu về mặt tinh thần mà không cần phải thay đổi đối tượng. There is one very famous poet writer in the Middle East, on the Middle East, that was around maybe a few hundred years back. His name is Khalid. Có một người rất nổi tiếng ở trong quá khứ và tên ông ta là Khalid. So what happened is that his wife, very short-tempered, and short-tempered, and he's having very difficult the marriage life. Even the his wife, sometimes he wife used to beat him. Vấn đề của ông ấy là ông ấy có một người vợ rất là nóng tính, và bởi chính vì vậy cho nên đời sống hôn nhân của ông ấy rất là khó khăn, và thậm chí là lâu lâu người vợ đó lại đánh đập ông. So then the one young person came to him and asked him that should I get married? When he saw the Khalid's wife beating him, having a very difficult time, giving him a very difficult time, even he was very good at the poet, even very well known as a poet, but his wife cannot appreciate that. Có một người thanh niên, có một cậu thanh niên đến hỏi cái ông Khalid đó là cậu đó có nên kết hôn hay không. Bởi vì cậu thanh niên đó trông thấy cái cảnh đau khổ của cái ông này, mà khi có một người vợ rất là nóng tính như vậy, bởi vì thậm chí cái ông này cũng đã rất tốt rồi nhưng mà lâu lâu vẫn bị vợ nóng giận và đánh đập ông. So, the one young man asked the Khalid that whether he should get married or not. Then Khalid said, "Yeah, you should marry. If you marry, two things may happen: whether you will get a good wife or whether you will get a bad wife." Khi cậu thanh niên hỏi là cậu ấy có nên kết hôn hay không, thì ông Khalid này trả lời rằng có chứ, cậu cậu nên kết hôn đi, nhưng mà cậu sẽ rơi vào họ một trong hai trường hợp: hoặc là cậu cưới được một người vợ tốt, hoặc là cậu cưới cưới phải một người vợ không tốt. So he said that if you get a good wife, your life will be happy. You will get a good food. You will have a very peaceful life. You will be happy. Và ông Khalid nói rằng nếu cậu lấy được một người vợ tốt thì đời cuộc sống của cậu rất là hạnh phúc, cậu sẽ có được thức ăn ngon để ăn và cái đời sống của cậu sẽ rất là an lạc. If you get a bad wife, if you get a bad wife, then you will become like me as a great poetry writer. Và nếu cậu cưới một người vợ phải cưới phải một người vợ không không tốt thì cậu sẽ trở thành một người như tôi nè, là một trở thành một cái người một cái nhà văn như tôi hiện tại. So, when your understanding of the no self, then you will lose the self attachment. When you lose the self attachment, everything what you are having, you will feel the joy with it. You will feel the peace with it. Sometimes when you're too attached for the self, so we are not content what we are having. When you are not having the content, that is one of the biggest suffering. Khi bạn đã hiểu được vô ngã thì mình sẽ đánh mất cái tư tưởng bám chấp vào bản thân mình, và vào khi lúc đó thì bất cứ thứ gì mình có được thì mình sẽ cảm thấy rất là sung sướng, rất là vui sướng và hạnh phúc. Và nếu không hiểu được vô ngã và bám chấp, vẫn còn bám chấp thì bạn sẽ không lúc nào bạn cảm thấy hài lòng với những gì mình có, bạn không bao giờ có thể cảm nhận được, không bao giờ biết đủ, thì không thể nào cảm hài lòng với những gì mình đang có, chính là nỗi thống khổ lớn nhất trong trong cuộc sống này. When I say the content with what you are having, some people get a misunderstanding of it. People think that then we don't have to look at a better future.
Khi tôi nhắc đến tư tưởng hài lòng với những gì mình đang có thì có một số người hiểu lầm ý tôi. Họ nghĩ rằng hài lòng với những gì mình đang có nghĩa là mình không nên hướng tới những điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống tương lai. Be content with what you are having. Also, look for the better future. Also, search for the better improvement. Ở đây bạn nên hài lòng với những gì mình đang có, tuy nhiên đồng thời bạn vẫn nên hướng tới những gì tốt đẹp hơn trong cuộc sống và bạn vẫn nên cố gắng cải thiện cuộc sống của mình trong tương lai. So you have to keep the balance between the content with the present and searching and looking for the better future. Ở đây bạn phải giữ được sự cân bằng. Bạn phải giữ được sự cân bằng giữa hài lòng với những gì mình đang có ở hiện tại và nỗ lực để cải thiện cuộc sống của mình trong tương lai. Now that is the point whether you are really intelligent or not. Who can keep the balance with these two things? That's the intelligent person. When you cannot keep that balance between the two things, then you are not intelligent. Only intelligent people can keep that balance. Content with the present, besides searching and the improving for the better future. Và điểm này, chính là điểm này sẽ cho thấy bạn có phải là một người thông minh hay không. Nếu bạn là một người thông minh thì bạn mới có thể giữ được cân bằng giữa hài lòng với hiện tại và truy tìm những cái cải thiện trong cuộc sống tương lai. Và nếu bạn không thể nào giữ được cân bằng giữa giữa biết đủ ở hiện tại và hướng đến những điều tốt đẹp hơn trong tương lai thì bạn không phải là người thông minh. Some people tell me that it's quite difficult. Actually, it's not difficult. If you become intelligent, if you are intelligent, that's not difficult. If you are not intelligent, it's difficult. Một số người nói với tôi rằng điều này thật là khó. Tuy nhiên, nếu bạn là một người thông minh thì bạn sẽ cảm thấy thực hiện điều này không hề khó chút nào. Tuy nhiên, nếu bạn không phải là một người thông minh thì bạn sẽ thấy thực hiện điều này rất khó. So then that you can keep your life balance. Then you can be the happy. Also, you can improve your status. Improve your status. Improve your, your status. And also you can bring the more better future. Khi bạn có thể làm được điều này thì cuộc sống của bạn rất là hạnh phúc, bởi vì lúc đó bạn đồng thời cùng một lúc bạn có thể hạnh phúc với những gì mình đang có và trong khi đó bạn vẫn có thể tiếp tục truy tìm, làm việc, nỗ lực truy tìm những cái điều tốt đẹp hơn trong tương lai, chẳng hạn như địa vị xã hội hay là những điều tốt đẹp khác. Now you might ask, because that the content with the present, what you're having, and looking for the better future, searching for the improvement life, as I told you, these two things, you can do the simultaneously, then you are intelligent. Only the intelligent people can do it. If you cannot do it, if you feel it very difficult, that means you are not intelligent. Trong hai việc tôi vừa đề cập, đó là thứ nhất là hài lòng với những gì mình đang có ở hiện tại và thứ hai là nỗ lực truy tìm những điều tốt đẹp hơn cho cuộc sống ở tương lai. Chỉ có những người thông minh mới có thể thực hiện được hai điều này cùng một lúc. Nếu bạn không phải là một người thông minh thì bạn sẽ không thể nào thực hiện được hai điều này cùng một lúc. Now you may ask me, how can become the intelligent? Bây giờ các bạn có thể hỏi tôi là làm thế nào để trở thành một người thông minh? Very simple way. First step. Rất đơn giản, bước thứ nhất là Pray to the wisdom à, bước thứ Buddha. nhất To là make bước thứ nhất là hãy hãy cầu nguyện với Đức Phật trí tuệ để có thể giúp bạn trở thành một người thông minh. Wisdom Buddha, Manjushri Buddha, and ask him to give you more wisdom to become more intelligent.
Bạn hãy cầu nguyện với Đức Phật Trí Tuệ, tức là Ngài Đức Phật Văn Thù, để Ngài ban cho các bạn nhiều trí tuệ hơn, để từ đó bạn có thể trở thành một người thông minh. But one thing, there's no guarantee. Tuy nhiên, phương pháp đó không hề chắc chắn chút nào cả. 50-50. Tỷ lệ thành công chỉ là 50-50 mà thôi. Now you want really means you want to become the intelligent with the guarantee. Nếu bây Some giờ solution which guarantee which have, nếu bây giờ bạn bạn muốn chắc chắn trở thành một người thông minh thì bạn phải có một phương pháp chắc chắn 100%. That's really you have to improve the, your wisdom. Và phương pháp đó là thực sự bạn phải trau dồi trí tuệ của bạn. That's not that simple. Cái việc trau dồi trí tuệ đó không mấy đơn giản. So there's some ways how you can improve your wisdom. Có một số phương pháp để giúp bạn có thể trau dồi trí tuệ của mình. Okay. So thank you very much. Today we'll stop here. Okay. Today we'll stop here. Okay. Thank you very much. Hôm nay chúng And ta sẽ ngừng ở see you đây later. và cảm ơn các bạn rất là nhiều. And my wishes to you all, especially the New Year wishes, okay? Và tôi gửi là những lời chúc tốt đẹp của tôi đến tất cả các bạn, đặc biệt là trong dịp năm mới sắp đến. Okay, thank you. Tôi cảm ơn các bạn rất May nhiều. the wisdom Buddha bless you all. Tôi cầu nguyện rằng Đức Phật Trí Tuệ sẽ ban phước cho các bạn, sẽ ban phước cho tất cả các bạn.